Sau 15 năm nghiên cứu và triển khai, Không quân Singapore đã nâng cấp thành công hệ thống phòng không địa hình biển đảo IAD. Hệ thống IAD được tích hợp những con mắt thần là các radar hoạt động hiệu quả ở các khoảng cách khác nhau. Radar 3 chiều AMB phát hiện và giám sát các mục tiêu bay tầm thấp như máy bay trực thăng trong bán kính 60 km. Aerostat là loại khinh khí cầu có gắn radar được neo ở độ cao 600 m, có khả năng phát hiện các mục tiêu tầm thấp 24/7 ở khoảng cách 200 km. Radar 3 chiều Shikra có bán kính vòng quét phát hiện mục tiêu hiệu quả là 100 km. Radar phòng không 3D tầm xa FPS-117 có khả năng phát hiện chính xác các vật thể trên không trong phạm vi 463 km. Còn radar đa nhiệm MMR hoạt động tốt nhất trong phạm vi 350 km. Đặc biệt, AID còn có sự góp mặt của 4 máy bay cảnh báo sớm trên không Gulfstream G550 AEVK do phi đội 111 của Không quân Singapore bắt đầu vận hành từ tháng 4 năm 2012. 4 máy bay này được trang bị bộ thu cảnh báo radar, hệ thống cảnh báo tên lửa và hệ thống gây nhiễu Chop and Flash. Chiếc G550 AEVK đầu tiên được Không quân Singapore đặt mua vào tháng 2 năm 2009 để thay thế cho Hawkeye E2C vốn đã hoạt động trong biên chế được hơn 20 năm. Các hệ thống phòng không mặt đất của IAD có nhiệm vụ đánh chặn hoặc vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không. Theo đó, hệ thống tên lửa phòng không vác vai tầm ngắn ABS-70 hoạt động theo nguyên tắc dẫn đường bằng tia laser với tầm bắn hiệu quả 8 km. Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung tiên tiến Spider có tầm bắn hiệu quả 15 km. Không quân Singapore đặt mua hệ thống này vào năm 2011 để thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Rapier đã hoạt động hơn 30 năm trong lực lượng phòng không Singapore. Spider sử dụng hai loại tên lửa đánh chặn là Python 5, tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại, và Derby, tên lửa dẫn đường bằng radar. Hai loại tên lửa này hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và có khả năng đánh chặn nhiều mối đe dọa trên không cùng một lúc ở khoảng cách xa hơn gấp 2 lần và có trần bắn cao hơn gấp 3 lần Rapier. Cuối cùng là hệ thống phòng không mặt đất Aster 30 có tầm bắn hiệu quả lên tới 70 km và có thể tấn công đồng thời nhiều mối đe dọa từ trên không như máy bay ném bom, trực thăng, máy bay không người lái hay các loại hỏa lực cầu vồng khác. Singapore là quốc gia đầu tiên mua hệ thống tên lửa Aster 30 phiên bản mặt đất vào tháng 9 năm 2013 để thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IHAWK có tuổi đời 30 năm và đưa vào sử dụng 24/7 từ tháng 8 năm 2020. Ngoài ra, hệ thống IAD được đánh giá là đáng gờm bởi sự có mặt của các thiết bị thông minh trong mạng lưới tác chiến giúp tổng hợp và phân tích thông tin từ các nguồn khác nhau, từ đó giúp đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn. IAD hiện đang được đánh giá là hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong khu vực.